Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm báo online ngày hôm nay, thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2015. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử ngày hôm nay có bài viết với nhan đề Những điều huấn thị cơ bản sâu sắc của bác về xây dựng đảng. Theo đó, bài viết nêu, trong bản di trúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết nói về đảng với trách nhiệm lớn lao và tầm nhìn chiến lược người đã viết những điều cơ bản và hết sức sâu sắc về xây dựng đảng người nhấn mạnh vai trò lãnh đạo trách nhiệm cầm quyền và bản chất cách mạng của đảng vấn đề đoàn kết thống nhất trong đảng thực hành dân chủ tự phê bình và phê bình để phát triển đảng vấn đề giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng tất cả những điều đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn có tính chân lý để đảng cộng sản việt nam dẫn dắt toàn dân tộc hướng đến tương lai Hiện nay, khắp các địa phương trên cả nước đã và đang tiến hành đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Bàn về vấn đề này, mục đảng và cuộc sống trên báo Nhân dân Điện tử có bài để làm tốt nhân sự cấp ủy. Bài báo đánh giá, nhân sự là vấn đề vô cùng quan trọng ở các đại hội. Nhân sự cấp ủy có tốt thì mới có khả năng lãnh chỉ đạo tốt để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Do đó, trong quá trình chuẩn bị nhân sự, cũng như bầu cử cấp ủy tại đại hội, cần đặc biệt chú trọng tiêu chuẩn, đồng thời xử lý tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, làm ảnh hưởng chất lượng cấp ủy. Cơ quan tham mưu về công tác nhân sự phải thật sự là tai mắt của cấp ủy, là công bộc của dân, chủ động thu thập đầy đủ thông tin, có bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao trong việc đề xuất phương án nhân sự, tránh nể nang, né tránh, thù oán riêng tư, tất cả phải vì Đảng, vì dân. Mục cùng bàn luận trên báo Quân đội Nhân dân Điện tử có bài đáng chú ý với nhà đề Thông điệp đổi mới từ chính phủ. Bài báo cho biết, một trong các vấn đề mà người dân và doanh nghiệp quan tâm nhất trong những ngày đầu năm mới 2015 này là Nghị quyết 01 NQCP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Nhiều chuyên gia đánh giá, Nghị quyết 01 NQCP là thông điệp đổi mới từ chính phủ và là nghị quyết của hành động, nghị quyết của sự cụ thể sát với thực tế phát triển hiện nay của đất nước. Cũng bàn luận về phát triển, báo điện tử chính phủ ngày hôm nay có bài Kinh tế Việt Nam, cơ hội và thách thức. Theo đó, trong năm 2015 này, cũng như các năm tiếp theo, nền kinh tế của nước ta vẫn sẽ đan xen giữa cơ hội, triển vọng và khó khăn thách thức. Bài báo phân tích, cơ hội và triển vọng sẽ là sự ổn định vĩ mô, sự tăng trưởng và cả mức lạm phát cũng sẽ ở mức trên dưới 6%. Cơ cấu kinh tế sẽ ngày càng rõ nét hơn và đảm bảo sự cân bằng hơn. Tuy nhiên, thách thức sẽ đến ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường và đây là những lĩnh vực cần được quan tâm để xử lý kịp thời với các tình huống có ảnh hưởng đến nền kinh tế chung của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện hàng loạt phi công của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines xin nghỉ việc vì lý do lương bổng đã khiến dư luận dậy sóng với nhiều luồng thông tin khác nhau. Và vấn đề này đã được hầu hết các trang báo ra ngày hôm nay bình luận. Mục sự kiện và bình luận trên báo lao động điện tử có bài Nghề đặc biệt cần hành xử đặc biệt. Theo đó, nghề lái máy bay có thể coi là một nghề đặc biệt và về pháp luật mà nói, họ có quyền chuyển chỗ làm khi đã bồi hoàn theo luật. Tuy nhiên bên cạnh đó, còn là hình ảnh về ngành hàng không nước nhà, về lịch bay, về ý thức quốc gia dân tộc, nên cũng cần phải bình tĩnh cùng giải quyết, chứ không thể nói nghỉ là nghỉ. Báo Điện tử Dân trí Thông tin, lãnh đạo ngành hàng không Việt Nam đã hịch tuệt chuyện lương bổng của các phi công. Theo đó, hiện thu nhập của các phi công ở Việt Nam Airlines khoảng 200 triệu đồng một tháng, cao hơn lương của giáo sư, tiến sĩ và lao động ở các lĩnh vực khác ở Việt Nam có thể nói là cao nhất Việt Nam ở khối ngành nghề thuộc nhà nước quản lý. Hơn nữa, hãng hàng không Việt Nam Airlines thuộc quốc gia nên việc đòi hỏi tăng lương là rất khó chấp nhận. Xin chuyển sang các tin bài đáng chú ý khác. Những thông tin mới nhất về quá trình tìm kiếm chiếc máy bay QZ8501 bị nạn vừa qua đã được các trang báo ngày hôm nay cập nhật. Báo điện tử Vietnamnet cho biết đã vớt được một trong số những hộp đen của chiếc máy bay QZ8501. Chiếc hộp đen đã tìm thấy là hộp đen ghi lại dữ liệu của chuyến bay xấu số, số này. Báo Lao động Điện tử cho biết, phải mất khoảng một tháng để giải mã chiếc hộp đen mới vớt được và nếu để chỉ ra nguyên nhân tai nạn thì còn phải tìm được những chiếc còn lại. Quan trọng nhất là phải tìm được chiếc hộp đen ghi lại giọng nói trong buồng lái trước khi máy bay rơi xuống biển. Quý vị thân mến, chuyên mục Điểm báo online hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 1 đến đây xin được kết thúc. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị và các bạn tìm đọc trên các trang báo điện tử Nhân dân, Quân đội Nhân dân, báo điện tử Chính phủ, báo Lao động điện tử, báo điện tử Dân trí và báo điện tử Vietnamnet. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.